Thân chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đây là một cái bài học cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ Christmas và chúng ta nghỉ Tết dương lịch. Thì tựa bài học ngày hôm nay nó là rất là đơn giản, chúng ta đều biết hết. Nó là back pain, tức là đau lưng. Nhưng mà thật sự ra nó rất nhiều vấn đề trong đây. Chúng ta sẽ không đề cập hết những cái vấn đề mà phức tạp của cái vấn đề này. Chúng ta chỉ đi qua những cái vấn đề cơ bản mà chủ yếu là mình sẽ học về cái thuật ngữ nhiều hơn. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Thứ nhất là một cái giới thiệu tổng quát về back pain. Back pain is one of the most common reasons that adults see their position. Thì nó cũng tương đối là đơn giản về ngữ pháp phải không? Tại vì nó là đau lưng, đó là cái một trong những lý do thường xuyên nhất để mà người lớn đi gặp bác sĩ. Ở đây chúng ta chú ý là cái chỗ này là người lớn. Thì lý do là vì nếu mà là trẻ em mà đau lưng thì có vấn đề lớn. Chúng ta sẽ nói sao sẽ kế tiếp. Nhưng mà nó là hầu như là cái bệnh này là bệnh của người lớn chứ không phải là bệnh trẻ em. Most acute back pain is a result of mechanical causes. Thì chúng ta thấy là hầu hết các đau lưng mà cấp, đây thêm một cái từ chúng ta hãy để ý nữa, đó là đau lưng cấp, thì là kết quả của những nguyên nhân mà về cơ học. Đây chúng ta sẽ thấy nè, trong hai câu như thế thì chúng ta đã thấy là có những vấn đề chúng ta chú ý. Một là ở người lớn. Hai là nếu mà cái đau lưng mà cấp thì hầu như đó là có những nguyên nhân cơ học. Serious pathology is rare and occurs in the presence of red flag. Đây là câu thứ ba. Thì đó, hầu như hồi nãy chúng ta nói là nó là nguyên nhân cơ học cho những cái đau lưng cấp, nhưng mà những cái bệnh lý trầm trọng thì rất hiếm. Nó nói đây là hiếm. Và nếu mà nó xảy ra đó, and occurs, xảy ra, thì và nó xảy ra trong trường hợp là có red flag, có sự hiện diện của red flag. Thì red flags là gì? Nó là, nếu mà dịch tiếng Việt nó là cờ đỏ không? Thì chúng ta biết rằng trong một cái hệ thống mà báo động, trong một hệ thống á, thì người ta sẽ có cái chỗ báo động, thì báo động đó người mình gọi là red flag. Tức là ví dụ trong một cái hệ thống computer hay một cái hệ thống gì đó mà nó phất cái cờ lên ha, tức là để cho chúng ta chú ý, thì đó là red flags, tức là cái những cái điểm mà chúng ta cần chú ý khi nó xuất hiện. Thì chúng ta sẽ bàn những cái red flags này trong cái slide kế tiếp. Acute back pain is treated with reassurance. Cái đau lưng mà cấp thì sẽ được xử trí bằng cách là reassurance, tức là làm cho người ta yên tâm, làm cho bệnh nhân yên tâm. Returning to activities, và phải khuyên người ta, người bệnh nhân này phải trở về những cái hoạt động, những hoạt động, đây là thường là những hoạt động hàng ngày như đi làm, đi hay là những cái hoạt động trong nhà vân vân. And non-steroidal anti-inflammatory drugs, đó là NSAID ha. Cái này tất cả các em đều biết rồi. Đó là sẽ điều trị bằng những cái thuốc mà kháng viêm,
mà không phải là corticoid thì là NSAID. Thì như vậy là có ba cái điểm cho cái back pain mà cấp. Một là làm cho người ta an tâm, nó không có vấn đề gì lớn. Hai nữa là khuyên người ta phải trở về những cái sinh hoạt bình thường. Và ba nữa là có thể dùng những cái NSAID để điều trị. Đó là cái acute back pain. Còn chronic back pain, nếu mà đau mãn tính thì nó lại khác ha. It's difficult to treat, rất là khó trị. Chúng ta sẽ nói thế nào là chronic và thế nào là acute trong những slide kế tiếp. And the best outcomes are typically achieved by interprofessional team. Cái này nó khó trị lắm. Và cái mà best outcome tức là cái kết quả ra được cái gì cơ bản, outcomes tức là những cái gì mà hiện thành ha, ra cái thành quả đó, thì typically achieve là có thể là đạt được một cách điển hình ha, nói cách chung bằng cái team, cái đội mà interprofessional team, tức là cái đội là có nhiều cái chuyên khoa kết hợp với nhau ha, inter ha, là liên kết với nhau, professional nghề nghiệp ha. Thì cái chữ này hiện nay người ta ít dùng hơn là cái chữ multidisciplinary. Multi ha, cũng giống vậy là nhiều, disciplinary tức là những cái khoa. Tại vì hai chữ này là có thể interchange với nhau ha, nhưng mà thường thường sau này người ta dùng cái chữ là multidisciplinary hơn là interprofessional. Thì những chuyên khoa khác liên kết với nhau, chẳng hạn như là bác sĩ gia đình, rồi tới có thể là bác sĩ nội khoa, bác sĩ về hình ảnh, rồi về phẫu thuật viên, rồi vật lý trị liệu, hay là occupational therapist, vật lý trị liệu là PT. Và cái một cái ngành khác là occupational PT, xin lỗi, PT là hai cái chuyên khoa này có thể là có thể tham gia được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói thế nào là red flag. Thì red flag symptoms in back pain, tức là trong cái đau lưng á, thì nếu mà có những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng chúng ta gọi là red flag, thì chúng ta phải để ý nó có những vấn đề chúng ta phải để ý hơn. Thì để nhớ, người ta viết cái chữ là tuna fish. Tuna fish này không phải là nó có liên quan gì con cá cả, nhưng mà người ta lấy cái những cái từ, cái mẫu từ đầu của cái tuna fish này để nhớ. Thì chúng ta biết rồi, trong y khoa chúng ta có nhiều thứ chúng ta phải nhớ, và nhiều khi nhớ không hết thì người ta phải có những cái câu kêu bằng câu thần chú, mình nói tiếng Việt là câu thần chú, mình đọc lên để mình nhớ. Thì câu thần chú nó gọi là mnemonic trong tiếng Anh, không nhớ cái chữ đó, nhưng mà mnemonic nó là cái tôi xem lại chút xíu nha, nhưng mà đại khái là cái chữ đó là cái phải check lại cái spelling, không biết có trúng như thế hay không, nhưng mà lại là cái thần chú để mình nhớ. Thì cái tuna fish, tôi vẽ một cái hình, để cái hình ở đây mấy em thấy cái con cá tuna nè, cái con cá này là con cá rất là thông thường, người ta ăn ở bên đây thường thường người ta đóng hộp, con này coi như thế, chứ mà nó rất lớn, thường là nó từ một thước cho tới hai thước, nó phải một người hay hai người cầm nó, chứ mà không phải là nó nhỏ đâu. Nhưng mà nhờ cái con cá lớn như thế, người ta xẻ thịt, người ta vô trong đồ hộp, thì cái những cái hộp cá tuna này bán rất rẻ. Khi mà bên đây người ta nói là cho mày ăn tuna fish, tức là cái loại rẻ tiền, loại mà cái người mà không có tiền, low income, người ta ăn cái con cá này, tuy nhiên nó cũng rất là ngon. Thì nó chẳng có liên hệ gì cái tuna fish, nhưng mà người ta dùng cái chữ đó để người ta làm cái mnemonic để mà mình nhớ. Thì T, khử đầu cái chữ tuna, T là trauma, tức là có một cái chấn thương. Nếu mà cái đau lưng mà sau một chấn thương thì phải để ý.
you là unexplained weight loss, tự nhiên như thế, sao cái có đau lưng mà tự là lại giảm cân mà không giải thích được, đó là cái red flag số 2. Không, red flag số 3 là neurologic symptom, tức là những cái triệu chứng về thần kinh, thì đó là một cái red flag nữa. Cái thứ tư là age, age là over 55, tức là đúng ra thì người lớn và người lớn tuổi đều có thể là có đau lưng cả, nhưng mà cái người mà trên 55 tuổi á, mà có đau lưng thì phải chú ý thêm, mặc dù họ có nhưng mà phải chú ý thêm để tìm coi có những nguyên nhân gì. Hoặc là below 20, tức là hoặc là dưới 20 tuổi, thường chúng ta biết là cái người trẻ mà quá trẻ hay trẻ con mà có đau lưng là có vấn đề rồi, phải không? Do đó là cái đó là tuổi chúng ta cũng phải để ý. F, fever là sốt, phải không? I, cái chỗ này thì nó hơi phức tạp một chút xíu, đó là immunocompromised, đó là những cái gì mà nó về miễn dịch, nó có những vấn đề về miễn dịch ha, compromise hay là về tổn thương, tổn hại về miễn dịch, bị tác động, bị tấn kích về miễn dịch, thì nó có nhiều cái, thí dụ như là IVDU, tức là IV tức là intravenous, DU tức là drug user, drug using, IV ha là tĩnh mạch đúng không em, còn D là drug là thuốc, use ha. OU này là using, tức là dùng thuốc, những người mà dùng thuốc tĩnh mạch. Ở đây mình nói ai cũng có thể là dùng thuốc tĩnh mạch hết ha, nhưng mà khi mà mình nói là IVDU này có ý là mình nói là những người bị nghiện xì ke ma túy đó, những người mà chích thuốc vào tĩnh mạch đó, thì là những cái người đó. HIV bệnh AIDS là bệnh SIDA. TB là cái bệnh tuberculosis là bệnh lao, phải không? TB, tuberculosis, tuberculosis là bệnh lao, hoặc là có những cái bệnh chronic, những bệnh mãn tính về liver, về gan, hoặc là về kidney là về thận, những bệnh đó đều có thể gây ra cái trường hợp là immunocompromised cả. S, steroid use, dùng corticoid lâu ngày. And H này thì cái này nó hơi dở một chút, cái H đâu có nói gì được gì hết, H history thì đâu có nói gì được ha, nhưng mà chủ yếu là history of cancer. Trong trường hợp H này nó hơi gượng ép trong cái mnemonic này, nhưng mà nó là cái có tiền sử ha, có bệnh sử về ung thư, trong đó có prostate, renal, bridge, lung, tức là tiền liệt, tiếng tiền liệt, hoặc là ở thận, hoặc ở vú, hoặc ở phổi. Thì mấy em thấy là hầu như những cái back pain này, nếu có chú ý là nó chú ý là nó hoặc là một là nó nhiễm trùng, hai là nó có u bú, nó có chèn ép gì trong cái cột sống, thì đó là nguyên nhân của cái những cái nguyên nhân có thể gây ra red flag, tức là những nguyên nhân mà chúng ta cần phải chú ý, ngoài vấn đề là back pain là những cái triệu chứng thông thường gặp mà bệnh nhân thường đến với ta. Ok, now epidemiology là dịch tễ học. 6% of visits are sick percent of visits to primary care physicians are for back pain. Thì vậy là 6%, nhắc lại nữa nha, khi nào mình nói phần trăm thì sau đó là có chữ of, chỗ này chú ý nha, tại vì trong tiếng Việt mình không có, nhiều trong tiếng Anh phải thêm vào cái chữ of này. 6% mà thăm khám, những người đi khám bệnh tới cái physician, tức là y sĩ hay là bác sĩ, bây giờ gọi là bác sĩ, nhưng mà hồi xưa gọi chung là y sĩ, tức là y sĩ là gọi chung chứ không phải là y sĩ là thấp hơn bác sĩ, nhưng mà cái đó là mình bàn cãi về danh pháp. Đây là những 6% cái thăm khám mà đến cái primary care physician, tức là bác sĩ mà
chăm sóc mà ban đầu phải không, primary là nguyên phát chăm sóc ban đầu, thì đây nói trở lại nó là cái GP đúng không, tức là general practitioner hoặc là family physician, thì primary care physicians thường là family physician hoặc là chúng ta gọi là general practitioner. Thì 6% mà thăm khám đi khám bệnh đến cái người bác sĩ gia đình thì là lý do là do đau lưng. R4, cái này những chữ rất đơn giản nhưng mà khi mà chúng ta biết thì chúng ta biết thì chúng ta để ý, thì cái cuộc thăm khám đó thì mà for thì đó là lý do, thay vì nói là lý do thì nói là R4, tức là cái lý do. 28.9%, kể như là 30%, kể như là 1/3 rồi, of community living adults, những người lớn nha, mà ở trong cái community, tức là những người bạn nào nằm trong cái cộng đồng, sống trong cộng đồng, have had back pain in the last 3 months. Đây là cái past participle, tức là khoảng như 1/3 cái những người lớn mà sinh sống trong cộng đồng thì trong vòng 3 tháng, từ hồi lúc 3 tháng tới giờ thường thường là có cái đau lưng. Như vậy chúng ta thấy là cái con số cũng rất là lớn. Nhưng mà một điểm thứ hai nữa là nghĩa là chỉ trong 3 tháng ha, tức là có nghĩa là nó có một cái giai đoạn ngắn chứ không phải là cái ý nghĩa của nó là gì. Trong vòng 3 tháng như vậy thì có khoảng 30%, tức là 1/3 người có đau lưng. Nhưng mà cái số đó nó sẽ thay đổi không? Có người ở đau lưng xong là hết. Nhưng chúng ta sẽ xem tiếp. Lumbar pain. Ở đây giờ mới bắt đầu có nói thêm cái chỗ là cái đau thắt lưng. Is about twice as common as thoracic pain. Cái đau thắt lưng thì nó nhiều, gấp đôi cái đau của cái vùng lưng ở trên đó, vùng lưng. Thì chúng ta sẽ thấy là cái thoracic pain và lumbar pain, chúng ta gọi là back pain hết. Nhưng mà hầu như khi mà nói back pain thì người ta nói là lumbar pain, hoặc là chữ viết tắt nó là, xong rồi em, cái tới là whole body vibration rồi. Dạ chưa thầy, hồi nãy lúc mà bị cắt là cắt ngay chỗ mà từ LBB á thầy. À vậy sao? Ok rồi, bắt đầu trở lại nha. Thì vậy thì cái etiology and pathophysiology phải không? Thì cái LBP tức là lower back pain thì nó có thể gây ra do muscle, ligament, joint, bones, disc, nerves and blood vessels. Thì như vậy là cái nguyên nhân để gây ra đau lưng nó có nhiều nguyên nhân lắm. Mà trong đó ví dụ như là nguyên nhân do cái cơ vân chúng ta, do cái dây chằng, hoặc là do cái khớp, joint, xương, disc này có nghĩa là dĩa sụn của cột sống, nerves là những cái thần kinh quanh cột sống, và blood vessel tức là những mạch máu. Thì mấy em thấy là nó liệt kê ra đây là quá nhiều phải không, quá, tức là nó rất là phức tạp. Nhưng mà chủ yếu người ta nói muscle là cái đầu tiên, tại vì hầu như là chúng ta phải tìm cái muscle. Muscle là những cái nguyên nhân mà thường gây ra back pain nhiều nhất. In 90% of cases, the specific cause of low back pain is clear. Như vậy là trong 90% trường hợp thì cái nguyên nhân mà đặc biệt, nguyên nhân mà đặc thù của cái đau lưng là không rõ ràng. Tức là hầu như là 90% là chúng ta không tìm ra được cái nguyên nhân nó, hoặc là nguyên nhân đó không chỉ đích xác được. In 10% of cases, trong 10% trường hợp thì cái nguyên nhân đặc thù, specific cause such as infection, fracture or cancer is identified. Thì trong 10% còn lại thì nguyên nhân đặc thù có thể là ba nguyên nhân chính. Một là infection, là nhiễm trùng. Hai là fracture, một cái gãy, một cái gì đó ở trong cái cột sống. Và ba nữa là cancer,
cái ung thư, ung thư đó nó di căn hoặc là xuất hiện ở cột sống đại khái chung ở cái lưng đó, thì đó là 10%. Mà 10% này tức là cái red flag, hồi nãy chúng ta nói tức là cái cờ đỏ đó phát lên, chúng ta phải để ý tìm xem khi mà 10% này, cái ba nguyên nhân đó nó sẽ gây ra những triệu chứng của cái tuna fish như nãy chúng ta nói. Occupational factors, tức là những yếu tố về nghề nghiệp. Chúng ta biết rồi, cái nghề nghiệp thường chúng ta gọi đó là job, là cái nghề nghiệp không? Mà occupation là cái nghề nói chung, những nghề nói chung. Và khi mà nghề nghiệp đó có chuyên môn thì lúc đó chúng ta gọi là profession, profession phải không? Một cái là job, một cái là occupation, và một cái nữa là profession. Thì tương đương với nhau, job là cái tiếng thông thường, occupation là CU, to see ở đây là cái nghề nghiệp nói chung, tất cả những cái nghề nghiệp, và profession là nghề nghiệp có chuyên môn. Thì cái yếu tố về nghề nghiệp thì gồm có là manual labor, bending, twisting and whole body vibration. Tức là yếu tố nghề nghiệp là thường là do cái lao động mà kiểu chân tay, manual đây là tay, nhưng mà nói chân tay, thí dụ như là khuưng vác, di chuyển những vật dụng vân vân, thì là manual labor. Thì trong bệnh viện chúng ta thì chúng ta có là cái chuyện mà di chuyển bệnh nhân ha, hay là đưa bệnh nhân lên giường, qua giường, đưa bệnh nhân vào ghế vân vân, đó là những cái động tác mà chúng ta cần lưu ý. Ở đây chúng ta cũng biết rồi là những cái động tác đó, khi mà chúng ta khuân vác một vật nặng là lúc nào chúng ta cũng phải chùng người xuống và giữ lưng thẳng để mà khuân cái vật nặng đó lên, chứ chúng ta không bao giờ chúng ta khom lưng để làm, tại vì khom lưng đó một nguyên nhân để gây ra cái đau lưng. Và chúng ta biết rồi, trong nhân viên y tế cái tỷ lệ cái người đau lưng rất nhiều, với lý do là do những cái di chuyển, những cái động tác mà có thể là gây ra không đúng, nếu làm không đúng có thể gây ra đau lưng. Bending tức là khom phải không, twisting tức là xoay người không đúng, khuyên từ cái vật này qua vật kia mà bằng cách xoay người là một cái nguyên nhân để có thể gây ra đau lưng. And whole body vibration, cái này thì trong ngành y tế chúng ta không có, nhưng mà đối với những công nhân làm xây dựng thì họ bị rất nhiều, tại vì họ sử dụng những cái máy, chẳng hạn như máy khoan hoặc máy đập đá hoặc máy cưa vân vân, những cái máy đó rất lớn và nó sẽ, khi mà mình cầm để mình làm thì sẽ làm cho cái những cái chấn động, những cái vibration cả người, đó là những cái nguyên nhân để mà gây ra đau lưng. Ok, diagnosis, chẩn đoán. The diagnosis can be classified into three categories. Cái chẩn đoán có thể được xếp loại, được phân hạng, classify, phân hạng bởi ba cái loại chính. Categories là ba cái loại, đúng không? Ba loại. Categories là loại chính đó. Thì thứ nhất là non-specific back pain. Đây là cái thông thường xảy ra nhất mà chúng ta có thể nói là gần như là 90% trường hợp như hồi nãy chúng ta nói. Thì đó là cái đau mà nó ngắn hơn 4 tuần thì chúng ta gọi là acute, đau cấp. Từ 4 tới 12 tuần thì là subacute, là bán cấp. Còn hơn 12 tuần thì chúng ta là chronic. Thì cái đau này là non-specific, không có đặc thù, không có đặc biệt gì hết. Thì bằng cách là người ta chẩn đoán là đơn giản là bằng cách là đưa cái chân thẳng, phải không? Mà dấu hiệu âm tính, cái test, cái chẩn đoán, cái xét nghiệm là chúng ta đưa chân, cầm chân người bệnh mà thẳng, straight leg, tức là không có gập, chân thẳng mà đưa lên mà không có đau, là negative, dấu hiệu âm tính.
Cái đó chúng ta cũng biết rồi, thường thường có những cái gì mà liên quan đến thần kinh tọa, những vấn đề, những dây thần kinh hay là liên quan tới cột sống, thì khi mà làm cái động tác đưa thẳng chân lên thì có thể là gây ra những cái phản ứng đau. Thì trong trường hợp này là không có cái đau, không có bị hạn chế về vận di động, do đó thì hạn chế di động là raw motion đó. Hoặc là đau, hoặc là không có hạn chế, hoặc là không đau, hoặc là không có hạn chế gì di động, thì lúc đó là kể về non-specific back pain, không có các red flags. Thứ hai, radicular syndrome, tức là cái hội chứng mà gốc, cái gốc này là rễ thần kinh, có nghĩa là cái rễ thần kinh. Thì như vậy là lower back pain with radiation down leg, tức là nó có cái đau mà nó chuyển xuống dưới chân, và khi mà đưa cái động tác mà đưa thẳng chân lên thì có positive, tức là dương tính, hoặc là đau, gây đau, hoặc là đưa không được, để bị hạn chế cái range, cái di chuyển, range of motion, ROM. Absence of red flag, không có dấu hiệu của những cái red flags cần đỏ. Number three, serious pathology. Đây là cái mà chúng ta phải cần chú ý nhất, là những trường hợp bệnh lý mà nghiêm trọng thì thường đó là có cái red flag, có cái cờ đỏ hoặc có những cái hạn chế khác. Nhưng mà further workup required for presence of red flags, khi mà nó có cái những cái hội chứng, những triệu chứng mà chúng ta xếp vào cái tuna fish hồi nãy nói đó, cờ đỏ đó, thì là chúng ta phải để ý là nó có những cái bệnh lý trầm trọng, including ở đây người ta nói thấy không, là gồm có cả là những cái bệnh nhân mà nhỏ hơn 20 tuổi, trẻ hơn 20 tuổi, hoặc là lớn hơn 55 tuổi, tức là dấu do cái tuổi bệnh nhân là chúng ta cần cũng phải lưu ý. Quá trẻ hoặc còn quá lớn tuổi thì mà có đau lưng thì chúng ta phải chú ý. Significant trauma, sau một cái chấn thương, history, prior history, cái tiền sử trước đây, cái bệnh sử trước đây có cancer, có ung thư, fever, sốt, unexplained weight loss. Cái từ nãy giờ đây là tất cả những cái tuna fish, tức là cái giảm cân mà không giải thích được. Neurologic signs of cauda equina, tức là mấy em cũng biết là ví dụ cái những cái dấu hiệu thần kinh của cái tùng đuôi ngựa, không? Chúng ta cũng biết là cái tùng đuôi ngựa là cái đoạn đuôi của cái cột sống chúng ta, khi mà cái tủy sống nó chỉ dừng tới khoảng T12 ha, hay là L1, L2, L3 khoảng đó, sau đó là nó là cái những cái sợi rễ thần kinh nó đi ra, thì cái chỗ cái chùm rễ thần kinh đó là cauda equina. Thì nếu mà có những cái triệu chứng thần kinh đó, tức là nó có cái gì chèn ép vào trong cái tùng đuôi ngựa đó, thì nó sẽ xuất hiện ra những cái triệu chứng mà chúng ta thấy trên lâm sàng. And progressive neurologic deficit, có những cái tổn thất, những cái triệu chứng về thần kinh mà nó diễn biến càng lúc nó càng progressive, đây có nghĩa là càng lúc nó càng nặng thêm. Chúng ta cũng biết rồi, trong y khoa có những cái dấu hiệu nó xuất hiện rồi nó biến mất, thì nhiều khi không chẳng ai biết nó là cái gì, nhưng mà chúng ta bỏ qua. Nhưng mà có những dấu hiệu nào mà càng lúc nó càng diễn biến nặng dần lên, thì đó là có vấn đề. Ok, về imaging, về cái chẩn đoán hình ảnh. In acute back pain with loud red flags, imaging can be delayed for 6 weeks. Người ta nói là trong trường hợp mà đau lưng cấp mà không có cái tuna fish, không có red flags đó, thì có thể chờ delay, có thể mình chờ một chút xíu, 6 tuần sau đó mới làm. Tại thường thường trong vòng 6 tuần nó sẽ biến mất, nhưng mà nếu mà sau 6 tuần rồi mà nó vẫn còn tiếp tục thì chúng ta nên làm cái chẩn đoán hình ảnh. Radiograph may show
degenerative joint disease changes. Okay, những cái hình ảnh X quang, những cái ảnh quang tuyến thì có thể cho thấy là những cái thay đổi changes của bệnh khớp mà thoái hóa, degenerative là thoái hóa, joint disease là bệnh khớp, có thể là cho thấy những sự thay đổi về của hình của cái khớp thoái hóa. In osteoarthritis, trong cái bệnh mà viêm xương khớp, osteo tức là xương, arth là khớp, itis là viêm xương khớp. Vertebral fracture hoặc là bị gãy cái cột sống, những cái fracture là gãy cột sống. Malignancy hoặc là bệnh những cái bệnh ác tính. And finding of ankylosing spondylitis. Cái bệnh này là bệnh bệnh cứng cột sống, phải không? Ankylosing tức là nó thẳng lên mà nó bị viêm. Đây cái bệnh này rất là các mấy em thông thường biết cái bệnh này. Tôi nghĩ là bên Việt Nam cũng có cái cũng khá nhiều cái bệnh này, ankylosing spondylitis. Including erosion, những cái hình ảnh đó thì thấy là có những cái bào mòn, erosion, hoặc là sclerosis, hoặc là bị sơ hóa, hoặc là syndesmosis. Tôi sẽ chỉ một cái hình trong slide kế tiếp. Syndesmo là dây cái gốc của gốc Hy Lạp của cái nói chỉ về cái ligament á, về cái dây chằng á, và phyte là cái mỏ. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ phân biệt cái osteophyte và syndesmosis trong cái hình kế tiếp. MRI is the best imaging test, cái mà xét nghiệm, cái thử xét nghiệm mà hình ảnh, chẩn đoán hình ảnh tốt nhất nó là cái ankylosing, xin lỗi, nó là cái MRI. Cảm ơn em, viêm cột sống dính khớp chẳng thấy. Ok, emergent MRI is indicated in patient with suspected spinal cord compromise or Cota equina syndrome. Trong trường hợp đó là MRI này phải làm khẩn cấp, phải không? MRI này phải làm khẩn cấp, emergent, khẩn cấp, phải được chỉ định, indicated, được chỉ định khẩn cấp trong những bệnh nhân mà mình nghi ngờ là có cái compromise, tức là cái bị tổn thương, tổn thất mà của cái thần kinh của tủy sống, hoặc là cái hội chứng tùng đuôi ngựa, không? Chúng ta thấy là Cota equina nó là chỉ nói là cái tùng đuôi ngựa, không có phải là bệnh, không? Khi nào mới nói bệnh thì chúng ta phải nói là Cota equina syndrome, cộng thêm cái này thì mới nói lên cái bệnh lý của Cota equina. Danh nói là osteoarthritis là thoái hóa khớp. Cảm ơn em, cái chữ này tôi cũng rành lắm, nhưng mà mấy em cũng biết là thoái hóa khớp á, tôi nghĩ là có lẽ không đúng, tại vì thoái hóa khớp là degenerative arthritis, đúng không? Tại cái này nếu mà em phân tích về thuật ngữ tiếng Anh thì chúng ta thấy là osteo rất là xương, arthritis là arthritis là khớp, và itis là viêm, thì đó là viêm xương khớp, thì tôi nghĩ là nó chính xác hơn. Nhưng mà để xem lại ha, thoái hóa khớp, để xem cái chữ đó nó hơi không có phù hợp lắm. Nào tiếp nha, CT myelogram, CT tức là mấy em biết rồi, myelogram tức là tủy đồ, không? Myelo là tủy, gram là đồ. It's a useful alternative, đó là một cái khác, alternative, khi nào mình nói alternative tức là một cái
biện pháp khác, một cái cách khác, đổi cái cách khác tương tự như vậy á, thì gọi là alternative. Thì nó là cái một cái biện pháp khác ha, hữu hiệu để mà evaluate this herniation, để mà đánh giá cái thoát vị dĩa đệm, không? This herniation in patient who cannot undergo MRI. Thì mấy em cũng thấy rồi là best, cái chẩn đoán hình ảnh tốt nhất là MRI. Nhưng mà nếu mà không làm được MRI thì dùng CT myelogram là có thể là một cái chẩn đoán thay thế. Tại vì mấy em cũng biết là MRI có những cái bệnh nhân không nằm được, những bệnh nhân mà đau quá mà MRI là làm rất là lâu, nó chạy rất là lâu, có thể là 20 phút nửa tiếng mới xong. Thì nhiều khi bệnh nhân không chịu nổi ở trên cái bàn để làm MRI, do đó thì người ta có thể thế bằng cái CT myelogram, tức là tủy đồ chụp bằng cái computerized tomography. Ok, mình tới đây là cái hình mà mấy em sẽ thấy là chúng ta gọi là syndesmophyte, đúng không? Tức là cái fight, tức là cái chồi á, cái chồi xương, không phải chồi, không phải xương, cái chồi thôi. Thì trong trường hợp này cái màu vàng, cái mũi tên màu vàng, mấy em thấy hai cái đốm đó không? Tức là nó là cái chồi xương mà nó xuất phát từ cái ligament, từ cái dây chằng. Trong khi cái osteophyte chúng ta thường thì cái chồi xương nó xuất phát từ cái xương, ví dụ đây nó nhọn ra vân vân ha, thì lúc đó thì chúng ta gọi là osteophyte. Còn cái này là syndesmophyte, tức là nó cũng có những giống như những cái mảnh xương, những cái chồi xương, nhưng mà nó nằm ở trong cái dây chằng. Còn cái hình thứ hai chúng ta thấy nó là cái CT myogram ha, trong trường hợp mà đây cơ không dùng MRI được chẳng hạn. Tôi không rõ đây là CT, chắc là dương nhiên CT myogram. Thì chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh của cái thoát vị dĩa đệm. Ok. Rồi. Management, quản xử trí như thế nào? Thì nó có hai cái, một là acute, hai là chronic. Thì acute trước. The most national guidelines agree on the following. Tức là những cái guideline, những cái hướng dẫn của quốc gia, tức là ở đây nói về Mỹ đó, là nó đồng ý trên những cái điều này. Thứ nhất là non-pharmacologic, tức là gọi mà xử trí mà không có dùng thuốc. Thì một là reassure patient, là phải làm cho bệnh nhân an tâm. Nếu mà bệnh nhân đó không có red flag, thì nếu mà mình loại trừ những cái red flag ra rồi á, thì mình phải làm cho bệnh nhân an tâm. Thì bằng cách là nói là họ không có những cái serious họ không có cái những cái gì mà nguy hiểm cả, serious condition. Advise them to remain active, và khuyên người ta là tiếp tục vận động, chứ không phải nằm nghỉ, nhiều khi nó còn đau hơn nữa. Discourage bed rest, tức là không kêu người ta không có nằm nghỉ, không, tức là courage là làm cho khuyến khích, discourage là không khuyến khích cái người đó nằm nghỉ, vẫn tiếp tục. Tại vì khi mà vận động như vậy thì thường thường cái back pain nó sẽ bớt đi, chứ mà còn nằm càng nhiều nó càng đau nữa. And encourage an early return to work, và khuyến khích là người ta trở về ra làm việc while back pain is still present. Vậy để ý nhé, tức là không phải là đau lưng rồi kêu người ta nghỉ ha, mà đúng ra là nếu mà chúng ta đã loại trừ bệnh nhân không có cái red flag, không có gì nguy hiểm, thì chúng ta khuyên người ta trở về làm mặc dầu cái đau lưng vẫn còn.
exercise is considered no more effective than return to normal activities for low back pain within the first 4 to 6 weeks. Trong vòng 4 tới 6 tuần đầu thì người ta biết, người ta nghiên cứu là người ta thấy là cái có luyện tập á, thì cũng không có hiệu quả hơn bằng bằng cái trở lại cái hoạt động bình thường. Ở đây tôi không hiểu là nó có cái vấn đề kinh tế hay không á, nhưng mà thường thường á, chúng ta biết rằng cái back pain, cái đau lưng á, là một trong những nguyên nhân để cho nhân viên người ta nghỉ việc. Người ta thường thường ta lại phòng mạch bác sĩ, người ta xin nghỉ việc vì người ta nói đau lưng, và đau lưng đó nhiều khi không kiểm tra được. Thì do đó về nguyên nhân kinh tế mà nói, và người ta cũng chứng minh rằng nó nếu mà chúng ta đã loại được cái red flag rồi á, thì không có lý do gì để mà không làm việc trở lại được. Cho đó cái ý nghĩa của nó là chỗ đó. Về thuốc, medication, add and set if needed. Thì như vậy thì nếu mà bệnh nhân có than phiền là đau quá thì chúng ta có thể cho cái NSAID, chúng ta biết giống như là aspirin hoặc là ibuprofen hay naproxen, những cái thuốc là NSAID. Ask about GI problem. Chúng ta biết rằng cái NSAID nó có thể gây ra chảy máu, đường tiêu hóa, do đó phải chú ý là coi chừng là bệnh nhân có cái những cái nguyên nhân gì về đường tiêu hóa hay không. Đó, mấy em chút xíu. Ok, và protect against ulcer as needed. Và nếu mà bệnh nhân đó có nguyên nhân chảy máu điều đường tiêu hóa thì lúc đó là chúng ta cần phải cho những cái thuốc để mà chống cái sự mà loét, phải không? Ulcer as needed. Consider a short course of muscle relaxer. Tức là có thể là cho một cái khoảng ngắn về những cái thuốc mà làm giãn cơ, relaxer, những cái thuốc mà là làm cho cái cơ giãn đi. If pain is severe and inadequately treated with NSAID, tức là cho NSAID rồi mà bệnh nhân cũng không hết thì nên cho thêm cái thuốc giãn cơ. Mấy em cũng biết rồi, cái hầu như cái đau lưng á là do cái cơ bảo vệ lưng chứ không phải là do cái cột sống. Dĩ nhiên là có những cái phần chúng ta phải phát hiện ra có những vấn đề về cột sống, nhưng mà chủ yếu là cái cơ bảo vệ, có các cơ thắt lưng á, các cơ mà ở lưng á, là cái cơ quan trọng nhất để mà giữ cho cái lưng tốt á, thì nó là nếu mà nó bị co thắt do lý do gì đó, nó bị co thắt thì nó sẽ làm cho đau lưng. Vì vậy thì người ta dùng cái thuốc giãn cơ để mà làm dịu đi các cơ mà xung quanh lưng. Consider antidepressants, những cái thuốc mà chống trầm cảm, không, antidepressant, ví dụ như là amitriptyline, cái này mấy em cũng biết rồi, or anticonvulsant, hoặc là những thuốc mà chống động kinh, ví dụ như gabapentin for radical pain. Cái thuốc gabapentin này là cái thuốc mà nó giảm đau trong trường hợp có liên quan đến thần kinh. Acetaminophen, tức là Việt Nam mình là paracetamol, thì acetaminophen, tức là Tylenol, is no longer recommended due to the lack of effectiveness. Tức là không có dùng Tylenol trong trường hợp đau lưng vì nó chứng minh là nó không có hiệu quả gì cả. Ok, kế tiếp, complementary and alternative therapy, những cái điều trị mà hai cái thằng này nó khác nhau chỗ nào. Complementary, alternative. Alternative therapy tức là những cái điều trị mà thay thế. Thay vì mình dùng cái thuốc chính thống thì người ta điều trị thay thế như là dưới nó liệt kê ra đó, ví dụ như massage, acupuncture, vân vân,
xoa bóp, châm cứu vân vân, đó là alternative therapy. Còn complementary là những cái điều trị bổ sung thêm ngoài cái vấn đề thuốc rồi, thì có thể là người ta cho những cái điều trị khác, thì đó là hai cái phân biệt. Nhưng mà nói chung đó là những cái thứ là chúng ta gọi là điều trị không chính thống. Thì national guidelines differ, thì trong trường hợp này thì các hướng dẫn của Mỹ đó thì khác nhau, mỗi cái tổ chức nó có cái hướng dẫn khác nhau. Thì ví dụ như là American College of Physicians, tức là cái bo cái mà cho các bác sĩ á, American College of Physicians, mình có hai cái tổ chức nhé, cái là AMA và cái là ACP. Thì cái AMA á, là cái tổ chức Medical Association, American Medical Association, đó là tổ chức tương tự, nó không giống lắm nhưng mà nó tương tự giống như là cái hội y học, tức là tập hợp những cái bác sĩ để mà bàn luận về chuyên khoa. Trong khi cái ACP này là American College of Physicians đó, nó giống như là cái một cái tổ chức mà quản lý nhất là về hành nghề của bác sĩ, thì nó có hai cái khác nhau như thế. American College of Physicians Guidelines, thì cái hướng dẫn của cái American College of Physicians này thì nó khuyên là dùng cái chùm nóng superficial, chùm nóng nông á, hoặc là xoa bóp, hoặc là acupuncture, hoặc là cái châm cứu, hoặc là spinal manipulation. Nói mấy em hôm nay cái này nó không xong. Tức là hoặc là làm những cái động tác cho cái cột sống. Thì ở đây chúng tôi để hai cái chữ này mấy em để ý đây nè. Là đúng ra là bác sĩ cơ bằng MD ha, chúng ta gọi là MD bác sĩ thường. Còn có những cái bác sĩ bên bên Mỹ nó có cái bác sĩ gọi là DO. DO tức là Doctor Osteopathic Medicine. Thì những bác sĩ này á chủ yếu là họ làm bác sĩ gia đình và họ rất là rành về vấn đề xương khớp. Em thấy là osteopathic nè. Nhưng mà hiện nay á thì cái DO và MD này kể như là tương đương, ngày xưa không kể tương đương nhưng mà bây giờ đó là cái DO này có quyền làm những cái thứ mà hồi xưa ngày xưa người ta không được làm, nhưng bây giờ làm y tương đương như là bác sĩ và có quyền thi vào cái nội trú của MD được nữa. Thì cái DO đó kể như là bác sĩ bây giờ. Ví dụ mấy em thấy là bác sĩ của tổng thống Donald Trump ha, đó là ông đó là ông đó là DO chứ không phải là ông đó là MD. Nhưng mà kể như là MD để phân biệt khác với lại DPM xin lỗi ha. Đây đó cũng gọi là bác sĩ về chân, nhưng mà bác sĩ này không phải là bác sĩ, không có tương đương với MD, chỉ có DO mới tương đương với MD thôi. Thì cái DO này thường là họ rất là rành để làm cái spinal manipulation này ha. Họ chỉnh xương khớp, chỉnh cột sống, chỉnh cả đốt sống cổ, đốt sống lưng vân vân. Thì cái DO này họ làm hay hơn. Referral or hospitalization, hoặc là tư vấn, hoặc là xin tư vấn, hoặc là cho nhập viện ha. Hospitalization tức là nhập viện, cho nằm viện. Patient with Cotter Ikena syndrome should have expedient imaging and urgent referrals to spinal surgeon. Trong trường hợp mà nhất là bệnh nhân mà có hội chứng tùng đuôi ngựa này thì phải có làm những cái hình ảnh nhiều hơn nữa, expedient ha, thêm ha, nghĩa là bổ sung thêm nữa, hoặc là làm nhiều hơn nữa về cái hình ảnh và tư vấn khẩn cấp đến cái spinal surgeon, tức là
phẫu thuật viên về cột sống. Refer patient with serious pathology. Tư vấn hoặc là gửi đến. Refer này có nghĩa là đưa đến. Đến patient with serious pathology. Đến đâu? Đến consultant. Đấy, cái người tư vấn mà nó phù hợp. Thì trong những trường hợp nào? Trong những trường hợp như là infection, tumor and fracture, như hồi nãy chúng ta nói. Trong trường hợp là mình nghi ngờ hoặc mình xác định là cái người bệnh đó có cái vấn đề nhiễm trùng, vấn đề ung thư, u bú, hoặc là cái vấn đề gãy xương, thì lúc đó là chúng ta phải tư vấn những cái người, những cái chuyên khoa thích hợp. Ok, hy vọng đây là cái slide cuối cùng của chúng ta. Thì chronic, trong trường hợp mà chronic thì là mãn tính, thì American College Physician Recommendation, tức là nó khuyên là first line, cái đầu tiên nếu mà chronic thì cũng là trị với lại cái những cái phương pháp mà không có dùng thuốc như là chúng ta nói. Thứ hai nữa là phải tiến đến tới cái chuyện mà liên hợp giữa các chuyên khoa với nhau. Các option, những cái option mà đã được chứng minh bởi những cái nghiên cứu thì gồm có là exercise, gồm có là tập luyện, acupuncture, châm cứu, yoga, stress reduction technique, những kỹ thuật để làm giảm stress, cognitive behavioral therapy, những cái điều trị mà về behavior hay là về thái độ, về cognitive behavior. Đây là những thái độ mà tôi không biết dịch như thế nào, nhưng mà nó là một cái trường phái, một cái chuyên khoa tâm lý học để mà điều trị cái nhận thức, những cái thái độ mà có nhận thức. Ví dụ như là những cái này họ điều trị chẳng hạn như là giảm hút thuốc, giảm rượu, vân vân, đó là những cái điều trị đó. Or spinal manipulation, như nãy chúng ta nói là DO làm. Second line là cái thứ hai, thì một là treat with NSAID, dùng đó. Còn nếu mà NSAID không có hiệu quả thì dùng tramadol or duloxetine, những cái thuốc như vậy. Và nhấn mạnh lại lần nữa là cái Tylenol acetaminophen này là không có hiệu quả trong trường hợp điều trị cho đau lưng. Cuối cùng nữa là third line, cái hàng thứ ba, cái kế tiếp tầng thứ ba đó, thì là opioid hoặc là điều trị bằng cái thuốc trấn thống, thuốc giảm đau, ma túy, thì rất là rare, rất là hiếm để dùng. Nhưng mà mình phải await, tức là mình phải thấy là khi mà cái ích lợi nó lớn hơn là cái nguy cơ thì mới dùng. Đó là succeed. Rồi cuối cùng nó là cho tư vấn hoặc là đi vào trong bệnh viện. Thì nhắc lại lần nữa, chronic pain is difficult to treat. Rất là khó điều trị. Phải dùng cái interdisciplinary team. Dùng một cái đội mà có những liên hợp, những liên kết của các chuyên khoa với nhau để mà maximize, để làm tối đa hóa cái sự hiệu quả. Consider referring patient, phải nghiên cứu, để suy nghĩ, để mà tư vấn khi mà cái bệnh nhân này, cái các bệnh nhân đó không có đáp ứng đến cái những điều trị thông thường, đến cái chuyên viên về đau, phải không? Hoặc là spinal surgeon, hoặc là phẫu thuật viên
về cuộc sống. Hôm nay bữa nay hơi dài cho nên chúng ta còn slide cuối cùng. Tôi nghĩ là đây là cái các slide mà các em có thể là tôi sẽ upload lên trên cái nhóm Facebook rồi mấy em xem tiếp. Rồi mấy em có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tại vì về tiếng Anh thì tôi nghĩ là không có gì rắc rối ở đây. Chúng ta có follow up, tức là theo dõi, rồi patient education. Rồi chúng ta có thể là chấm dứt ở đây rồi.